Để bảo đảm nguồn máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các địa phương, đơn vị đã tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận chưa đáp ứng được nhu cầu về máu trong và sau dịp nghỉ lễ. Đến thời điểm này, nguồn máu dự trữ tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chỉ có 1.000 đơn vị. Nguồn máu này được ưu tiên sử dụng cho các trường hợp tối cấp. Hiện tại, các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh phải yêu cầu người nhà hiến máu để đảm bảo công tác cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi có điểm hiến máu cố định tại Trung tâm Huyết học Truyền máu và điểm hiến máu này hoạt động 24/7. Bất kỳ thời điểm nào và thời gian nào người hiến máu lên Trung tâm Huyết học Truyền máu thì đều có thể hiến máu được. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là các cơ quan đơn vị cũng như là các công ty xí nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức các cái đợt hiến máu, thì chúng tôi cũng sẽ đến tận các cái cơ quan doanh nghiệp để tiếp nhận cái lòng hữu hảo của mọi người cũng như là các cái giọt máu hồng mà của các tình nguyện viên đã hiến tặng đối với bệnh nhân. Hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người. Mỗi người dân có đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu tình nguyện, vì máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu.